Vấn đề hậu Covid đang được mọi người quan tâm rất là nhiều. Với thai kỳ thì cái việc mà thai phụ sau khi mà bị nhiễm SARS-CoV-2 cần phải được theo dõi, quản lý và sàng lọc để phát hiện sớm những yếu tố nguy cơ là vô cùng cần thiết. Virus SARS-CoV-2 nó không những ảnh hưởng đến thể trạng của người sản phụ mà nó còn có nguy cơ đem lại những cái hậu quả cho em bé. Ví dụ như là những cái nguy cơ như là tiền sản giật, thai chậm phát triển tử cung, hay là đẻ non, hay là đái tháo đường thai kỳ. Chính vì lẽ đó mà những thai phụ mà sau khi mà bị nhiễm SARS-CoV-2 hay là sau khi bị mắc COVID-19 thì cần được quản lý bởi các bác sĩ mà có kinh nghiệm trong việc mà phát hiện sớm những cái nguy cơ của thai kỳ, cũng như là phát hiện sớm những cái tổn thương của các cơ quan trong cơ thể thai phụ để từ đó có được những cái can thiệp sớm nhất và phù hợp nhất. Tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội chúng tôi thì có một đơn vị chuyên biệt để quản lý những cái thai phụ mà sau nhiễm COVID-19, thậm chí những thai phụ đó đã sinh rồi, dù là sinh thường hay là sinh mổ, thì đều có thể tiếp cận với chúng tôi để được các bác sĩ chuyên sâu về lĩnh vực thai nghén nguy cơ cao, để các bác sĩ có kinh nghiệm trong việc là phát hiện sớm và sàng lọc những cái nguy cơ cho mẹ và thai, giúp cho có một cái sức khỏe tốt nhất cho những thai phụ và những sản phụ sau sinh.